Xin kính chào quý vị và các bạn. Phan Quỳnh rất hân hạnh khi được cùng với quý vị và khán giả cập nhật những thông tin mới nhất. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ tài xế xe ô tô Mazda cầm dao chém vào lốp xe buýt gây xôn xao dư luận, ngày 28 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Lê Tuấn Đức, sinh năm 1991, về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 178 Bộ luật hình sự. Ngồi nghe quyết định khởi tố tại công an quận Bắc Từ Liêm, Hai hàng nước mắt của Nguyễn Lê Tuấn Đức lăn dài khi mô tả hành vi của mình. Người đàn ông 33 tuổi được xác định là tài xế ô tô Mazda cầm dao chém xe buýt trên đường Hoàng Quốc Việt. Nghĩ về cô con gái 3 tuổi mòn mỏi đợi bố về, Đức dây dứt và thầm ước, thời gian quay lại để không làm hành vi này. Nam tài xế nhẹ giọng. Biết đâu bây giờ tôi đang được đưa con đi học. Gạt hàng nước mắt, Đức kể lại sự việc vào tối ngày mùng 2 tháng 2, khi đang chở cô con gái 3 tuổi đi mua hoa đào trừng Tết. Người đàn ông kể, đến ngã tư gần đại học địa lực, một xe buýt tạt đầu, tôi phanh gấp khiến con bị hoảng sợ khóc thét. Đuổi theo chiếc xe buýt trong tâm trạng bực xúc, Đức hạ kính xuống hỏi tài xế xe buýt, anh đi kiểu gì đấy? Sau câu nói đó giữa họ xảy ra cãi vã, tài xế ô tô con vẫn lái xe đuổi theo phương tiện công cộng này. Khi xe buýt vào điểm đón khách, Nguyễn Lê Tuấn Đức lái ô tô Mazda phóng lên chặn đầu, xuống xe, người đàn ông 33 tuổi nhặt con dao của người bán cây cảnh bên đường, gõ vào kính chắn gió rồi bảo tài xế xe buýt rời đi. Đỉnh điểm mâu thuẫn xảy ra khi Đức phát hiện người cầm lái xe buýt lấy điện thoại ra quay lại sự việc. Sẵn giao giải trên tay, Đức lao lại chém hai lần vào lốp trước của xe buýt này. Khi được hỏi về nguyên nhân của hành vi, nam tài xế lý giải. Con gái không có mẹ, ở với tôi từ nhỏ, tôi rất thương con nên bức xúc. Gương mặt phờ phạc, Nguyễn Lê Tuấn Đức cho biết bản thân luôn phải sống trong ân hận trong hơn một tuần bị tạm giữ. Đức lặng người mỗi lúc nhớ về cô con, con gái hơn 3 tuổi nay vắng bóng cả mẹ, lận cha. Đức nói, Đến bây giờ tôi mới suy nghĩ về điều đó. Lúc nổi nóng lên, đầu óc tôi không nghĩ được kết cục này. Người đàn ông khẳng định hành vi của mình là bộc phát. Trước khi vướng vào lao lý, Nguyễn Lê Tuấn Đức nuôi giữ con gái một mình cùng sự hỗ trợ của bà nội. Ngày lên cơ quan công an trình diện, Đức nói lời chào cô bé qua ứng dụng gọi bằng video kèm lời xin lỗi, mong những người thân tha thứ. Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông điều khiển xe Mazda dừng xe giữa đường Hoàng Quốc Việt đoạn gần cầu vượt đi bộ thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Người này sau đó xuống xe cầm dao dài đi về phía chiếc xe buýt đang dừng cùng chiều, rồi đe dọa, chém nhiều nhát vào phần lốp xe buýt. Thời điểm người điều khiển xe ô tô Mazda cầm dao quắm, chém vào lốp xe buýt, tài xế xe buýt và hành khách cố thủ trong xe dùng điện thoại gây lại sự việc. Theo những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, kính xe buýt bị sức một đoạn nhỏ, một phần lốp bị chém rách. Ngay khi nhận được thông tin, công an quận Bắc Từ Liêm đã vào cuộc điều tra, triệu tập tài xế Nguyễn Lê Tuấn Đức tới làm việc.